Con tên là gì, bao nhiêu tuổi ở đâu? Dạ, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Kim Hoa. Con ở giáo xứ Tân Mai, giáo phận Xuân Lộc, thành phố Biên Hòa. Rồi, con mấy tuổi và con làm gì? Dạ, thưa cha, con 55 tuổi, con bán xôi ạ. Thưa cha, con... Xôi gì? Dạ, con xôi bò ạ. Con đã lên làm chứng lòng thương xót chú mình. Con đã... Bây giờ con chỉ vắn tắt kể ơn mới nhất mà con được chú ban cho con. Thì còn rất là nhiều người họ đến đây, họ muốn thấy những người thật, việc thật và vắn vọng để cho nhiều người thật, việc thật lên đây sản chứng cho chú. Dạ, thưa cha, nói đúng là con đi lan truyền và đi xót chúa, là con đi cổ vũ là đi xót chúa. Con rất là mê say. Thưa cha, con đi bán xôi về xong rồi con lao bộ vàng, con nấu cơm. Cắm cơm chờ con xong rồi con nấu đồ ăn xong rồi con chạy con đi lan truyền và đi xót chúa. Ở trong bệnh viện Đồng Nai, thưa cha, ở trong bệnh viện Đồng Nai rất đông những như vậy này. Cứ chậm chậm, không gì phải vội vàng. Xuất hiện rất là bỏ lại con này cái gì hết. Rất là đông thưa cha. Nói là nếu mà nói là đạo Công giáo mình chỉ có 30%, còn đạo không Công giáo và Công giáo bạn thì là tới 70%. Thế cha, nhưng mà con cũng đem nhỏ đội đám đông á, là con đi mời hoặc gọi họ đến cái giáo đình Kim Mừng này, là con cho họ số điện thoại của con, là những cái tờ gương của cha đó, là con ghi số điện thoại của con. Thôi các anh chị cố gắng đến giáo đình Kim Mừng, ở đó là có lòng thương xót của Chúa, là có cha chữa lành cho tất cả các anh chị, cứ tin tưởng và có đáp ở nơi Chúa. Thì thưa cha, là những cái tờ gương mà cha cho chỉ cần nói một điểm thôi, chỉ nói dư rồi, chỉ cần đến giáo điểm này để cảm nhận lòng thương xót của Chúa, chưa phải đến để mà có cha chữa lành. Không có đây, không ai chữa lành, không ai chữa bệnh hết. Có nhiều người đến đây đã thấy cha những chữa bệnh không, mà không có chữa bệnh đâu, không có chữa bệnh đâu, không. Họ ngạc nhiên mà không chữa bệnh thì sao người ta khỏi? Ai chữa? Chúa chữa. Với lòng tin của anh chị em, giống như là người từ ngoài Hà Tĩnh mà chỉ lặn lội vô đây, mà nếu mà chị không tin thì có ở đây đến tận thế cũng vậy, cũng chẳng có gì xảy ra. Mà có những người không tin mà không đến đây thì lòng tin của họ, lòng thành của họ chú cũng ban cho họ. Cho nên đến đây để mà gìn mình và lại dùng lòng thương xót Chúa, để cảm nhận lòng thương xót Chúa thật là trầm, thật là lắng. Cho nên chị hãy tập nói chậm lại, đi loan chuyển lòng thương xót Chúa, không phải đi bán xôi. Chị bán xôi thì có đau, à xôi bò nó lẹ quá, mất xôi còn mới bò, phải ai bò không? Cho nên bây giờ chị hãy tập, trầm lại, đi vào sa mạc, để trầm lại, lắng lại, mà nói với Chúa trước, để nghe Chúa nói đi mình trước, rồi sau đó mình mới có khả năng mà đi nói về Chúa cho những người khác. Giống như là Gioan Đại Giả phải sai đến gặp Đức Giêsua, có phải là ông là Đấng Cứu Độ hay là tôi còn phải đợi một người nào khác? Chúa bảo cứ về nói Gioan những điều mắt thấy và nghe, người thật, việc thật. Khi mà người thật, việc thật, chị không cần phải đi quảng cáo, chị chẳng cần phải đi quảng bá, chỉ cần đi làm chứng mà thôi, chứ không đi quảng cáo. Vì mình quảng cáo lỡ có thì sao, đúng không? Cho nên chúng ta không quảng cáo lòng thương xót Chúa, mà chúng ta đi rao giảng, ta đi loan truyền, ta đi làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Bây giờ thay vì nói, để chị có thể hát cho mọi người nghe một khúc hát nói về lòng thương xót của Chúa được không? Dạ, con xin mai con đến đây, con xin hát một bài Dọn Đường Cho Chúa. Thì thưa cha, rồi Dọn Đường Cho Chúa, xin mời chúng ta lắng tâm hồn xuống, bước vào hoàng điện. Có thấy cái sạch phất phơ trước đó không? Không thấy. Có thấy người mặc áo lụa là cái đó không? Không thấy. Nào cùng cầu nguyện để xin cho mỗi người biết dọn đường cho Chúa. Hãy dọn đường Chúa đi, hãy dọn đường Chúa đi. Đời cao hãy dâng bằng, hồ sâu bạc cho băng. Vì này đây Chúa đến, Chúa đến. Điều quý đó cũng
nhiêu. Rồi, cảm ơn chị. Như vậy là quá đủ với thưa chị em. Chúng ta đôi khi mình loan truyền bằng một cầu lời nguyện, bằng một lời làm chứng, bằng một câu chuyện, bằng một bài thơ, hoặc là một bài hát như lời chị em. Và chị hát với hết tất cả tâm tình của chị. Anh chị em đến đây đâu cần phải đi tìm một ca sĩ nào đâu, đâu phải đi để kiếm những cái ca sĩ nổi tiếng thành phố, nổi tiếng thế giới đâu, không cần thiết mà trả để làm cái gì cả, tốn tiền phải đi rước nó về, rồi tốn tiền trả cho nó, rồi tốn tiền mua máy bay cho nó, rồi tốn tiền khách sạn cho nó, để làm cái gì? Thưa anh chị em, những cuộc đại hội, những cuộc cầu nguyện, những buổi đại hội mà cứ phải đi rước ca sĩ về, rồi đi lên đêm chỉ diễn Giáng sinh, thất nhà Giáng sinh phải rước ca sĩ về và bảo rằng có ca sĩ đến thì người ta mới đến, không có ca sĩ đến người ta có đến không? Có đến không? Nếu mà không có ca sĩ mà người ta không đến thì coi như tổ chức ấy hoàn toàn thất bại, hoàn toàn phá sản. Một chương trình cầu nguyện, một chương trình thánh ca Giáng sinh, một đại hội về tôn giáo mà phải dựa vào ca sĩ, dựa vào nghệ sĩ nổi tiếng để câu khách, để mời người ta đến thì hoàn toàn thất bại về mặt tâm linh, hoàn toàn phá sản về mặt tinh thần, đúng không? Đúng không? Người ta đến người ta được cái gì? Người ta đến người ta coi cái sự phất phơ chiếc chó hay sao? Người ta đến ngó lụt lại cái vóc hay sao? Người ta đến nơi mà cầu nguyện để người ta nhìn ca sĩ hay sao? Cần thiết như vậy không? Có phải Paris Van Nay hay là Vinh Sơn hay là cái bất cứ cái gì không cần thiết của thế gian trả về cho thế gian, của sinh gia thì trả về cho sinh gia, đó là của sinh gia, có của thế gian thì ta không được tới, ai thích thì cứ đến, còn ta những người của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa, cái trả về cho Thiên Chúa cái giá trị tâm linh, giá trị thiêng liêng, đừng có tục hóa những buổi thánh ca, đừng có tục hóa những buổi đại hội như vậy. Hoặc tôn giáo thì phải thuần túy tôn giáo, thuần túy tâm linh, đừng biết nó trở thành một buổi diễn nguyện mà diễn thì nhiều hơn nguyện. Người ta đến người ta chỉ ngó quay mặc áo gì, rồi thì múa làm sao, rồi hát bài gì, rồi ca sĩ nào, rồi nghệ sĩ nào, để làm cái gì thưa anh chị em? Để làm cái gì chúng ta ra về ta được cái gì? Chẳng chỉ thấy cái công sức phát phơi trên đó hay sao? Thế chỉ thấy một cái người có một lại mặt ở trong sân hà và có thể làm cái gì? Ông nghiêng,